Nguyễn Hữu Thái, quê tỉnh Hà Tĩnh, là tổng giám đốc công ty cổ phần thương mại dịch vụ địa ốc Thăng Long RIA, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công ty Thăng Long RIA do Nguyễn Hữu Thái làm tổng giám đốc đã kêu gọi góp vốn và rao bán đất nền tại thị trấn Lai Uyên, Bầu Bàng và đã thu của 3 khách hàng với số tiền gần 2,3 tỷ đồng và cam kết từ 4 đến 6 tháng sau khi thanh toán được cuối sẽ trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách. Đối với tiền góp vốn, Thái cam kết sẽ thanh toán tiền vốn và tiền lời trong 3 tháng. Tuy nhiên, đến nay, công ty Thăng Long RIA đã không thể thanh toán tiền hay giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng. Nguyễn Hữu Thái khai nhận thửa đất số 1075 tại bản đồ số 13 tại thị trấn Lai Uyên là do Thái đã đặt cọc tiền mua đất của người dân để bán lại nhưng do không đủ tài chính để hoàn tất việc chuyển nhượng nên Thái không có đất để giao cho khách.